Ok, và hello anh em, và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Đô đây. Ok, và clip ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Block Fruit, hay còn gọi là trò chơi trái cây. Và clip ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với anh em làm một cái book, đó chính là spam skill anh em ạ. Đấy, có nghĩa là anh em sẽ spam liên tục skill luôn đấy, gần như là không có hồi chiêu luôn anh em. Quá là xịn luôn đúng nào. Ui trời ơi, cái này mà vào BBB thì cứ phải gọi là xịn sò luôn đúng không anh em? Ui trời, anh em đã hóng chứ nào. Được chưa, còn chần chờ gì nữa, ấn like đi, subscribe đi, rồi chúng ta cùng nhau đến với clip nào. Let's go. Truy cập ngay shop roblox.vn, shop bán Robux uy tín nhất tại Việt Nam, được đảm bảo bởi các youtuber nổi tiếng như Tỷ Giày Gaming, Lọc 2k2, H3 Gamer và nhiều youtuber khác. Ngoài ra, shop còn cung cấp các dịch vụ như vòng quay may mắn, kỳ thi giá rẻ, mua game pass và bán tặng Roblox cực kỳ xịn sò. Còn chần chờ gì nữa thì truy cập ngay shop roblox.vn. Ok, và spam skill như thế nào thì anh em sẽ cùng nhìn với mình ha. Mình sẽ dùng trái lô này rồi, và bây giờ thì đấy, đây mình dùng hết skill rồi nha anh em. Đấy, và đây anh em thấy không, mình lại tiếp tục dùng skill nữa này. Đấy, cực kỳ liên tục luôn, gần như là anh em có thể dùng liên tục luôn ấy. Đấy, quá là xịn sò luôn đúng không nào. Ok, thì anh em có thể thấy được rằng là mình đã dùng skill liên tục luôn, trái lôi mình dùng gọi là hai tên luôn ấy. Đấy, nhưng mà vẫn dùng được ha, vẫn rất là nhanh luôn. Vậy thì lý do vì sao mà mình có thể spam được như thế, đơn giản là đây, anh em hãy nhìn vào cái con nhân vật của mình đây. Đấy, anh em thấy con XO của mình không? Ui sợ đây. Thì cái mũ này là cái mũ chopper. Đây là một cái mũ mà giúp cho anh em giảm hồi chiêu nha mọi người. Giảm hồi chiêu. Và ngoài ra thì mình còn kết hợp thêm một cái tộc nữa, đó chính là tộc Go. Và cái tộc Go này nó có khả năng gì? Đó chính là khi mà anh em kích hoạt cái kỹ năng đặc biệt của nó thì nó sẽ giúp cho anh em dùng được skill khi mà chỉ mới hồi đâu đó là tầm 40% thôi. Đấy, thành ra là anh em có thể dùng skill liên tục được luôn. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ thử lại ha. Mình sẽ dùng chi giấy này. Được rồi, và mình sẽ kích hoạt kỹ năng của nó ha. Và anh em sẽ cùng xem nha, mình sẽ dùng lại được skill ngay lập tức luôn. Đấy, anh em thấy không? Ngay lập tức luôn anh em ạ. Và với cái khả năng này thì mình có thể gọi là spam skill trong BBB cực kỳ ngon luôn anh em ơi. Ok, vậy thì làm sao để mà có thể có được cái tộc Go cực kỳ xịn sò này? Ui sợ, đơn giản con ơi. Anh em chỉ cần gọi là qua cái con thuyền này này. Đây, con thuyền ở phía bên này, anh em biết con thuyền hắc ám không? Đấy, con thuyền hắc ám, chạy qua đấy mà lấy thôi đúng không anh em? Đấy, anh em có thấy rằng đây là một cái tộc khá là ngon ở trong PB nha. Và cái này chỉ là một cái điểm nhấn ở trong những cái khả năng của nó thôi ha. Nó có thể gọi là giúp cho anh em dùng chiêu ngay cả khi mới chỉ hồi được đâu đó 40% nha. Đấy, là còn 40% nữa là hồi xong ấy, thì anh em đã có thể dùng được skill rồi. Ok, và vậy thì làm sao để lấy cái tộc này? Ui trời ơi, anh em chỉ việc qua cái con thuyền này thôi anh em ơi. Đây, con thuyền hắc ám cực kỳ xịn sò đấy, nhìn gọi là nhìn là lét đáng sợ luôn anh em. Ok, thì để mà có được cái tộc này thì anh em cần cái 100 cái điểm này. Đây, anh em mở cái phần vật phẩm này sẽ có vật chất kỳ dị anh em thấy không? Đấy, anh em cần 100 cái điểm này ha. Rồi đây, để mình lên này. Đấy, lên luôn thuyền luôn rồi. Và sau khi anh em lên thuyền thì anh em sẽ vào ở trong cái nhà bếp của nó. Nó sẽ có một cái con NPC. Đây, ở đây thì có sẽ có con NPC ha. Và đây sẽ là cái nơi để mà anh em đổi tộc. Và nó sẽ yêu cầu anh em là 100 cái điểm đấy, và cũng như là giết cái con boss đấy để có cái ngọn đuốc ha. Ui trời ơi, có phải nói là cái con boss ở trên này nó phải gọi là cực kỳ khó ra luôn đấy. Đây, con boss ở trên này anh em này, nó cực kỳ lâu ra luôn anh em ạ. Vãi chưởng thật, trời má luôn. Đấy, thì anh em sẽ giết con boss đấy để có thể ra được cái đuốc, và cũng như là farm những con quái ở trên cái thuyền này, anh em sẽ có được cái gọi là vật chất kỳ dị ha. Đấy, và sau đấy thì anh em sẽ có tộc này thôi, và anh em up lên V3 ha. Đây, và cách up lên V3 thì chắc là anh em cũng biết rồi nha. Chắc mình cũng không cần nói đâu nhờ. Đấy, anh em cứ lên V2 như bình thường là đi nhặt mấy cái hoa đúng không nào. Và sau đấy thì lên V3 thì của cái tộc này anh em sẽ phải gọi là đi giết 5 người luôn. Trời ơi, nói 5 người thế thôi chứ nó cũng đơn giản anh em ạ. Lập 5 cái ạc clone ra giết thôi. Ừ, quá là đơn giản luôn. Và sau đấy thì anh em kết hợp với cái mũ chopper này nữa thì có thể nói rằng là siêu hồ chiêu, siêu bá đạo. Ừ, đấy combo gọi là sấm sét luôn. Đấy, đùng 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 đùng. Trời ơi, trời ơi. Đấy, dùng thêm cái này nữa. Ui dồi. Đấy, anh em thấy không? Dã man không?
quá dã man luôn anh em ạ. Sơ ban skill là thôi luôn, nhấp nắp luôn anh em. Đấy anh em ơi, chiêu còn chưa hồi xong mà đã dùng được chiêu rồi nha, quá ảo luôn. Ok thì đây là một cái cách để mà anh em có thể kết hợp và anh em combo được ở trong PvP ha. Và ngoài ra thì cái tộc này nó còn giúp cho anh em có nhiều cái khả năng khác, chẳng hạn như là anh em có thể được thêm là sát thương đấy, tăng thêm sát thương 10%, tốc độ 10% và phòng thủ 15%. Ui trời ơi, nó bá vãi chưởng con mà. Ừ đấy, cái tộc này mà để mà gọi là kết hợp làm chủ combo thì có vẻ ngon anh em nhỉ. Ừ, anh em có nghĩ là tộc này kết hợp được với chủ combo nào không ta? Mình nghĩ là có vẻ là nếu mà kết hợp với Leo Bác là gọi là siêu bá đạo luôn đấy anh em. Ừ, cái này mà gọi là làm quả Leo Bác thì thôi. Ui rồi, đây đây đây, để ép này. Đấy, để ép hôm nay mình đang run cho mọi người đấy, để tối có thể gọi là live stream đấy, phát cho anh em đấy. Sợ được chưa? Cái này được chưa? Đây đang gọi là chăm chỉ ngồi run DF cho mọi người đấy. Ừ ok, đây là một cái cách để mà anh em có thể book được gọi là cho cái con nhân vật của anh em nó spam skill liên tục ha. Đó chính là anh em dùng cách go và cũng như là anh em đổi cái mũ chopper vào thì gọi là thôi auto gọi là spam skill chết người rồi. Để coi thì có trái gì nào. Ừ, xương xương là hôm nay là có Phoenix với Waka hơi nhiều nha. Ừ, có Human này. Ừ, nói chung là cũng có nhiều trái xịn đấy. Ừ, không biết là anh em có ghiền không chứ thật sự là hôm nay mình quay ra toàn là Waka không anh em ạ. Hay Waka nhiều, Waka thì khá là nhiều. Phoenix cũng có, Human cũng có. Ừ, hôm nay thì mình định làm một cái combo cho anh em cơ, nhưng mà thôi mình đang suy nghĩ một cái combo cho nó xịn hơn, nó tối ưu hơn. Chứ clip trước thấy anh em bảo anh cái combo của anh nó không có thực chiến đấy, thì thôi hôm nay tôi gọi là tôi suy nghĩ một combo mới xịn hơn được chưa. Ok luôn, để làm một cái clip mới cho anh em. Chứ clip ngày hôm nay thì chúng ta gọi là spam skill anh em ạ. Đây anh em cứ vào đánh là anh em bứt chiêu ra thôi. Hai, và anh em lưu ý là dùng hết chiêu rồi mới dùng kỹ năng nha. Anh em mà dùng hết chiêu rồi mới dùng cái kỹ năng của con nhân vật nha. Đấy, ui rồi, ui rồi. Đấy, chưa dồi hết chiêu mà nó gọi là đánh được tiếp rồi. Thế là được chưa? Quá là ngon luôn. Ok thì đây là ặc của bạn Nhân. Bạn này thì bạn đấy đã gọi là ở Awakening lên cái Rumble và cũng như là đã thức tỉnh luôn. Đấy, lên V3 luôn một cái tộc rồi ha. Nên thành ra là dùng khá là xịn anh em ạ. Đây trái lâu dùng ngon lắm con, bọn BB khá là ngon ấy. Ok và có lẽ là mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Và anh em đã biết đến cái cách spam skill này chưa, và anh em nghĩ là cái tộc này có ngon hay không? Theo mình thì tộc này khá là ngon nha, nó giảm hồi chiêu cho anh em này. Đấy, nó còn giúp cho anh em gọi là tăng 10% đam, tăng 15% def đồ này kia nữa kia. Đấy, tốc độ nữa kia. Đấy, thì mình nghĩ là tộc này khá là ngon đấy, nhưng mà mình lại thấy là ít người dùng nha. Ồ, ảo thật đấy. Ok và anh em nghĩ vì sao mà tộc này ít người dùng, và anh em thấy tộc nào ngon hơn tộc này nữa thì nhớ comment phía bên dưới nha. Và nếu anh em thích video này thì nhớ cho mình một like và một subscribe, và đừng quên ấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ mình nha. Và ok, có lẽ là mình sẽ kết thúc video tại đây thôi, và bye bye mọi người, chúc mọi người một ngày vui vẻ, bye bye. Nhớ tối nay vào livestream nhận DF nha. Đây DF một đống ở đây đang chờ anh em lấy đấy. Ừ, nhớ vào nha. Ui trời ơi, chắc là phải run thêm đống nữa chứ chừng này sao thấm thía gì đúng không nào. Ok, bye bye.